Chuyên trang sắc đẹp V-Crowd công bố danh sách bình chọn những bộ trang phục dân tộc đẹp nhất từng được trình diễn ở các cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm 2023. Ở vị trí dẫn đầu là người đẹp Lê Hoàng Phương của Việt Nam với thiết kế mang tên Vũ Khúc Thiên Long tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 10 năm 2023. Đứng ở vị trí thứ hai là trang phục dân tộc của đương kim hậu Hoàn Vũ 2023, Zenith Palacios. Trang phục dân tộc của Palacios lấy cảm hứng từ một loài chim có nguồn gốc từ Nicaragua. Palacios trình diễn bộ bodysuit màu đen và xanh lấp lánh với những điểm nhấn màu tím xuyên suốt. Đứng ở vị trí thứ ba là trang phục dân tộc của người đẹp Indonesia Cindy Inanto tại cuộc thi hậu trái đất 2023 tổ chức ở Việt Nam hồi cuối năm 2023. Bộ bodysuit được trang trí bằng những chi tiết phức tạp, tượng trưng cho sự phong phú về đa dạng sinh học của trái đất. Vũ Khúc Thiên Long được Lê Hoàng Phương trình diễn trên sân khấu quốc tế Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã gây ấn tượng với bạn bè quốc tế về sự cầu kỳ và hoành tráng. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết con rồng cháu tiên, rồng trong tâm thức người Việt còn là biểu trưng cho sức mạnh, quyền uy, niềm tin và ước vọng về sự hưng khởi, thịnh vượng của đất nước. Trước đó, Lê Hoàng Phương cũng lọt vào top 20 người đẹp nổi bật nhất ở các cuộc thi hậu quốc tế năm 2023 do chuyên trang sắc đẹp V-Crowd bình chọn.